Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời các bạn đến với bản tin tiếp theo trên kênh Phunu TV, kênh chuyên cập nhật những thông tin về giá cà phê và giá hồ tiêu hàng ngày. Xin gửi tới các bạn những thông tin cập nhật về giá hồ tiêu sáng nay, ngày 29 tháng 11 năm 2022. Chúc các bạn ngày mới vui vẻ và ngày làm việc hiệu quả. Các bạn xem video hãy ủng hộ cho kênh một like và một đăng ký kênh. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Thưa các bạn, giá hồ tiêu hôm nay ngày 29 tháng 11 ổn định tại thị trường trong nước. Theo báo cáo mới nhất từ Cục Xuất nhập khẩu của Bộ Công Thương, giá hạt tiêu thế giới có xu hướng phục hồi do nhu cầu dịp cuối năm tăng và nguồn cung hạn chế. Giá hạt tiêu nội địa tăng nhờ nhu cầu nhập khẩu từ Trung Quốc tăng. Theo Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam, tháng 10 năm 2022, Trung Quốc mua gần 4.000 tấn hạt tiêu từ Việt Nam. Dự kiến Trung Quốc sẽ tiếp tục đẩy mạnh mua hạt tiêu để bù đắp cho lượng hàng thiếu hụt trong suốt thời gian thực hiện chính sách Zero Covid kéo dài. Báo cáo mới nhất của Hiệp hội Xúc tiến hạt tiêu Campuchia cho thấy, xuất khẩu hạt tiêu của quốc gia này quý 3 năm 2022 đạt 57 tấn, giảm 50% so với cùng kỳ năm 2021. Trong khi đó, dự báo sản lượng vụ mùa mới ở Tây Nguyên và vùng Đông Nam Bộ của Việt Nam sẽ tiếp tục giảm hơn 10% so với vụ trước. Nguyên nhân bởi do nhiều hộ dân cắt giảm diện tích hạt tiêu hoặc xen canh với cây trồng khác, nhất là cây sầu riêng đang có mức giá rất hấp dẫn. Việc thị trường kỳ vọng Trung Quốc và các thị trường truyền thống sớm tăng mua trở lại cho nhu cầu tiêu thụ mùa đông và năm mới 2023 sẽ hỗ trợ cho giá hồ tiêu tăng trong thời gian tới. Thưa các bạn, cập nhật mới nhất trên thị trường xuất khẩu ghi nhận giá tiêu đen và tiêu trắng xuất khẩu của Indonesia giảm nhẹ. Trong khi đó, ở các quốc gia sản xuất và xuất khẩu hồ tiêu chính khác duy trì ổn định, giá tiêu đen của Indonesia giảm 14 USD trên tấn, xuống mức giá là 3.779 USD trên tấn. Trong khi đó, giá tiêu trắng xuất khẩu ở quốc gia này giảm đi 23 USD trên tấn, xuống còn mức giá là 5.952 USD trên tấn. Giá tiêu đen xuất khẩu của Brazil, Malaysia và Việt Nam vẫn duy trì ổn định. Tại Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu loại 500 g trên lít và 550 g trên lít vẫn ổn định ở mức 3.150 USD trên tấn và 3.250 USD trên tấn. Trong khi đó, giá tiêu trắng đi ngang ở mức 4.600 USD trên tấn. Thưa các bạn, về tình hình giá hồ tiêu trong nước sáng nay khu vực các tỉnh Tây Nguyên và miền Nam, theo ghi nhận, giá tiêu ổn định ở mức thu mua từ 61.300 đồng tới 63.900 đồng một kg. Tại hai địa phương là tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Đắk Nông, giá hồ tiêu được thu mua quanh mức từ 63.000 tới 63.200 đồng một kg. Trong khi đó, tại tỉnh Gia Lai, mức giá là 61.300 đồng một kg. Tại tỉnh Phú Yên, sáng nay ghi nhận quanh mức 61.400 đồng một kg. Giá tiêu tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ghi nhận ở mức cao nhất là 63.900 đồng một kg. Trong khi đó, tại tỉnh Bình Phước, giá hồ tiêu là 62.800 đồng một kg. Và tại tỉnh Đồng Nai, mức giá là 61.600 đồng một kg. Dự báo giá tiêu tháng 12 năm 2022 sẽ khởi sắc hơn. Nhưng các chuyên gia vẫn cảnh báo, thị trường trong nước vẫn đang tạo sóng để thoát hàng trước khi bước vào vụ thu hoạch mới. Các bạn vừa nghe những thông tin cập nhật về giá hồ tiêu mới nhất sáng nay ngày 29 tháng 11 trên kênh Phunu TV. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn.